Đây là cái phần lịch và cái phần 30 ngày. Sau khi mà mình bấm vô cái phần kết quả mệnh lý thì luôn luôn cái phần lịch với cái phần 30 ngày sẽ hiện lên đầu tiên. Phần lịch là sẽ hiện lên đầu tiên. Trong cái phần lịch này sẽ bao gồm là lịch cá nhân của một ngày. Một ngày nó sẽ bao gồm là nó thuộc cái vận nào, nằm trong cái năm nào và nằm trong cái tháng nào. Kế đến là cái giờ nó như thế nào. Ví dụ như cái ngày hôm nay là ngày mùng 6, ngày này là ngày chủ nhật. Âm lịch là mùng 6 tháng 1 là ngày dần. Có ngũ hành là thuộc mộc. Mình thấy con cọp màu xanh ha, thì có nghĩa là ngũ hành thuộc mộc. Kế đến sẽ cho biết trong cái ngày này lĩnh vực nào là cao nhất. Ví dụ như tiền tài, ngày này mình sẽ thấy là tiền tài rất là cao. Kế đến là trong một ngày sẽ cho mình biết là cái giờ về tiền tài trong cái ngày đó, giờ nào là nó cao nhất. Điều này sẽ giúp cho mình làm cái gì để mình chọn được những cái hoạt động mà có liên quan đến tài chính, như là khai trương, mở hàng, mua bán, giao dịch, ký hợp đồng. Các hoạt động liên quan đến tiền tài thì nên chọn cái giờ và cái ngày có tỷ lệ tiền tài cao. Ví dụ như ngày này thì mình nên chọn cái giờ Tỵ, giờ Ngọ hoặc là giờ Thân. Tương tự như vậy, đối với cái ngày thì nó cũng sẽ có cái đường công danh trong ngày đó. Như ngày này thì đường công danh cao nhất là vô giờ Sửu và giờ Hợi. Thì mình ứng dụng cái này cho những cái hoạt động mà có liên quan đến học vấn, thi cử, thay đổi chỗ làm, ký hợp đồng lao động, thay đổi nghề nghiệp, mưu cầu các việc mà liên quan đến công danh. Trong một ngày cũng sẽ cho biết đường về hôn nhân như thế nào. Tùy tùy vào cái mỗi người sẽ khác nhau. Mình ứng dụng cái đường hôn nhân cao này cho các việc mình lựa chọn như các hoạt động cưới gả, đám hỏi, bỏ rượu, chầu cao, đi gặp người yêu, sinh con, tỏ tình, cầu hôn ha. Trong một ngày cũng sẽ cho biết về đường pháp luật như thế nào. Pháp luật là sẽ có lợi cho các hoạt động có liên quan như tranh chấp, kiện tụng, ly hôn, đòi nợ, cho vay. Kế đến là đường sức khỏe trong một ngày. Ví dụ như ngày này đường sức khỏe cao nhất là vô cái giờ giờ Thìn. Đường sức khỏe cao thì mình có thể sử dụng cho các hoạt động khám bệnh, thẩm mỹ, điều trị, sinh em bé, làm đẹp hay các hoạt động liên quan đến sức khỏe. Tất cả cái dữ liệu này sẽ bị phụ thuộc vào dữ liệu cá nhân của mình, tùy vào dữ liệu cá nhân của mình mà những cái kết quả trên đây nó sẽ khác. Mỗi ngày cái lịch này nó sẽ cập nhật một ngày mới theo thời gian thực và theo những cái phụ kiện thực của mình. Đó là một cái điểm đặc biệt. Rồi kế đến phần 30 ngày. Phần 30 ngày sẽ cho biết lịch trình 30 ngày sắp tới về năm lĩnh vực tiền tài. Nhìn vô đây mình sẽ thấy được tiền tài á, ngày 10 là tốt. Tất cả các ngày trong đây đều là ngày dương lịch hết. Trong tháng này thì mình sẽ có 2, 4, 6, 7, 7 ngày tiền tài cao. Trong đó có thêm là khoảng 4, 5 ngày là nó vượt qua mức 12% ha. Những ngày đó cũng là ngày tốt. Nên tiền tài trong tháng này của mình này là tương đối được. Kế đến đường tiền tài sẽ là đường đường công danh trong 30 ngày. Những cái ngày mà cao là những ngày tốt. Tốt về cái lĩnh vực đó. Kế đến là đường về sức khỏe, đường về hôn nhân, đường về pháp luật. Tất cả các kết quả này mỗi ngày nó sẽ cập nhật một cái kết quả mới cho mình. Sau 30 ngày là 7 ngày. 7 ngày này sẽ không bao gồm ngày hiện tại vì ngày hiện tại đã có trong cái lịch rồi. 7 ngày sẽ bao gồm 10 lĩnh vực để cho mình biết là cái ngày đó lĩnh vực nào là tốt nhất. Và có để cái ngày này nó thuộc ngũ hành gì, tốt về cái gì, xấu về cái gì, cho mình nắm bắt.
và tất cả các kết quả này đều cập nhật mỗi ngày hết. Và mình có thể xem trước một cái ngày trong tương lai bằng cách là mình nhập vào cái phong thủy cải vận bên dưới, đó là sẽ hướng dẫn mình sao.